kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, dù chưa có số liệu chính thức, song thu hút FDI năm 2017 được dự báo sẽ đạt 35 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đặc biệt là vốn thực hiện ước khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Không chỉ tăng về số lượng, dòng vốn này đã và đang tập trung thuộc những dự án chất lượng cao vào lĩnh vực Việt Nam khuyến khích. Thời gian tới, dù vẫn được coi là điểm đầu tư hấp dẫn, song thu hút FDI của Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 11 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 33,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, so với mục tiêu thu hút FDI năm 2017, tăng khoảng 10% so với năm 2016, thu hút FDI năm 2016 là 24,4 tỷ đô la Mỹ, thì thu hút FDI năm 2017 đến thời điểm này không những đã vượt mốc 30 tỷ đô la Mỹ mà còn vượt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu đề ra. Dự báo cả năm nay có thể đạt mức 35 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Về giải ngân, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016. Dự báo cả năm vốn thực hiện dự ước khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước tới nay. Từ đầu năm 2017 đã có những cảnh báo về nguy cơ sụt giảm của nguồn vốn FDI vào Việt Nam khi Mỹ rút khỏi hiệp định TPP. Nhưng kết quả trong năm 2017 cho thấy không chỉ tăng về số lượng, chất lượng nguồn vốn FDI ngày càng được nâng cao. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Việc khởi công nhà máy Hanwha Aero Engine của công ty trách nhiệm hữu hạn Hanwha Techwin Hàn Quốc trong năm 2017 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc với số vốn đăng ký hơn 200 triệu đô la Mỹ có ý nghĩa hết sức to lớn bởi đây là dự án đầu tư đầu tiên tại Việt Nam liên quan đến ngành công nghiệp động cơ hàng không. Hanwha là một tập đoàn sản xuất động cơ và linh kiện máy bay duy nhất tại Hàn Quốc. Trong quá trình tìm kiếm vị trí cạnh tranh về kỹ thuật và giá cả, thì khu công nghệ cao Hòa Lạc tại Việt Nam là nơi đáp ứng được những yêu cầu như cơ sở hạ tầng và kế hoạch phát triển khu công nghệ, nên chúng tôi quyết định đầu tư vào đây. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng đầu năm 2017, có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 8,94 tỷ đô la Mỹ, chiếm 27% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,18 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,69 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư. Trong đó, nhiều dự án lớn như của Samsung, LG, Panasonic, tổng hợp hóa dầu Nghi Sơn đã đóng góp rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017. Trong cái sản xuất thành một cái cứ điểm smartphone, máy tính bảng, các cái điện tử dân dụng nhờ các cái nhà đầu tư nước ngoài như Samsung, như Nokia, như là Canon, như là LG đã tạo nên một cái dòng xuất khẩu và người ta nói là lần đầu tiên Việt Nam mới có được một cái cứ điểm sản xuất như là cỡ Samsung tại Việt Nam. Thì cái đóng góp như vậy là rất quan trọng. Đóng góp về xuất khẩu thì hiện nay chiếm vào khoảng 71-72% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thì thời gian qua thì với cái sự nỗ lực vào cuộc cả hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh thì cái kết quả thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là đầu tư FDI thì đã có những kết quả rất là đáng khích lệ. Nhưng năm vừa qua chúng tôi đã thu hút được 567,8 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với năm trước. Thì cái nguồn vốn FDI thì đã đóng góp rất tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh, được thể hiện qua các cái dự án đã hoàn thành trong thời gian cũng như là vừa được khởi công, thì nó sẽ đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư từ Mỹ, một số nước từ châu Âu như Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ cũng đang tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng vì đây là những quốc gia có trình độ khoa học công nghệ phát triển. Từ đó, Việt Nam sẽ thu hút đầu tư từ các dự án có công nghệ cao để tạo ra bước tăng trưởng về khoa học công nghệ. Và thực tế, trong thời gian vừa qua thì cũng đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp Vĩnh Phúc nói riêng
và doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung của những ông chủ là người Việt Nam cũng đã đáp ứng được các cái yêu cầu và đã cung cấp các cái dịch vụ, các cái sản phẩm một cách khá là ổn định, khá là bền vững vào trong các cái doanh nghiệp như là Toyota, Honda, Yamaha hoặc là Nissan hoặc là một số các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác. Và cái số các cái doanh nghiệp này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi thì ngày càng tăng. Đặc biệt cho đến nay, ngoài Samsung, Bosch thì HP, Panasonic, Intel và Microsoft cũng đều đã thực hiện các hoạt động R&D tại Việt Nam. Các chuyên gia đánh giá đây là tiến bộ rất rõ cho thấy Việt Nam không phải dựa vào nguồn nhân lực giá rẻ, mà dần dần xây dựng được nguồn nhân lực có chất lượng cao. Điều này cũng đặt ra kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm thiết kế, trung tâm R&D của thế giới thời gian tới. Trong cái này thì tôi đánh giá rất cao là cái xu thế hiện nay đã có rất nhiều cái nhà đầu tư lớn như là Samsung, như là LG, như là Intel, như là Bosch của Đức đã thành lập các cái trung tâm nghiên cứu phát triển. Và những trung tâm nghiên cứu phát triển này là thu hút rất nhiều các cái kỹ sư trẻ. Ví dụ như ở Hà Nội là hiện nay Samsung là 1.600 kỹ sư trẻ làm cho trung tâm nghiên cứu của Samsung và sắp tới sẽ đem lên khoảng 3.200 người. Và những kỹ sư trẻ này sẽ là những cái nguồn lực rất tốt để chúng ta tiến vào cái hiện đại hóa đất nước và tiếp cận với công nghệ của cách mạng 4.0. Trong năm 2016, sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung thời gian qua đã là hồi chuông cảnh báo, đặt ra trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cơ chế thu hút FDI. Tới nay, FDI đã có chiều hướng dịch chuyển dòng vốn vào các ngành tiêu tốn ít năng lượng và tài nguyên, nhân lực, thân thiện với môi trường hơn và đã và đang tập trung vào những dự án chất lượng cao. Trong năm 2017, thu hút FDI không chỉ thay đổi về chất, đặc biệt nguồn vốn FDI còn thiết lập thêm nhiều kỷ lục, đặc biệt là sau hai chuyến thăm đến Mỹ và Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qua. Thêm vào đó, thì chính sách đổi mới kinh tế, xã hội từ đầu những năm 80 đến nay đã giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư. Là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, chuyên kinh doanh trong xử lý nước và xử lý nước thải, qua gần 2 năm đầu tư vào Việt Nam, với dự án về thi công, bảo hành, vận hành nhà máy xử lý nước và xử lý nước thải tại tỉnh Tây Ninh, đại diện doanh nghiệp này cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Our company normally... Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt là chính phủ Việt Nam rất quan tâm lĩnh vực môi trường. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào xử lý nước sinh hoạt và xử lý nước thải cho khu công nghiệp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngoài khoản đầu tư 57 tỷ đô la Mỹ lũy kế từ năm 1992 đến nay, trong 4 năm trở lại đây, mỗi năm Hàn Quốc đầu tư 8 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng trong 11 tháng vừa qua, dòng vốn từ Hàn Quốc đã đạt mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tiếp tục hút dòng vốn này bởi các nhà đầu tư đánh giá hiện Việt Nam có nhiều lợi thế so với những quốc gia khác, nổi bật là chất lượng nhân lực. Chất lượng nhân lực Việt Nam ngày càng được cải thiện và trong gần 2 năm đầu tư tại đây thì nhân lực là một trong những yếu tố giúp chúng tôi ngày càng phát triển. Trong năm 2017, nguồn vốn FDI có nhiều hy vọng sẽ thiết lập thêm các kỷ lục, đặc biệt là sau hai chuyến thăm đến Mỹ và Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qua. Hai chuyến thăm này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp này tìm kiếm mở rộng thị trường, mà chính bản thân các doanh nghiệp này còn là động lực thu hút các nhà đầu tư của Mỹ, Nhật vào Việt Nam. Thực ra thì nước Nhật là một trong những nước mà chúng tôi thấy là hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, mà đặc biệt là đối với dệt may thì mỗi năm chúng tôi đều được có những cái chương trình hợp tác với Bộ Công Thương Nhật Bản, đặc biệt là những cái chương trình đào tạo cho dệt may cả hai miền. Chúng tôi làm những cái liên tục nhiều năm nay rồi. Ví dụ như là những cái chương trình đó như tôi nói về giúp đỡ các cái doanh nghiệp và dệt trong xử lý nước thải rồi bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Hầu hết các nhà đầu tư đều đánh giá, sức hút hay sức hấp dẫn lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là những thay đổi trong cải cách môi trường kinh doanh. Năm 2017 là năm Việt Nam có nhiều dấu ấn trong nỗ lực tạo dựng môi trường kinh doanh.
Các tổ chức quốc tế ghi nhận những nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam xếp hạng 55 trên 137 nền kinh tế, tăng 5 bậc so với năm trước. Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu Doing Business 2018. Trong 190 quốc gia được đánh giá, Việt Nam đứng vị trí 68, tăng 14 bậc so với vị trí 82 vào năm ngoái. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng được cải thiện. Vì vậy, trong thời gian tới, đây là thị trường mà chúng tôi tiếp tục mở rộng đầu tư. Nói là chúng ta đã thúc đẩy rất mạnh mẽ cái công cuộc đổi mới trong nước. Và vừa rồi thì cái công cuộc cải cách thể chế với cái tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo, với việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân thì đang là một cái định hướng nó rõ ràng và nó mạch lạc hơn bao giờ hết. Rồi thì bây giờ Đảng đang đẩy mạnh cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, phải nói là cái đẩy mạnh cái thể chế cũng như đẩy mạnh cái phòng chống tham nhũng như là hai ngọn lửa để giữ vững cái niềm tin của cộng đồng kinh doanh vào cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Và sau sự kiện APEC thì phải nói là cộng đồng kinh doanh quốc tế đang quan tâm rất nhiều đến Việt Nam. Việt Nam đang là một cái điểm đến được lựa chọn hàng đầu của các nhà doanh nghiệp trên phạm vi thế giới. Hiện nay, Việt Nam duy trì chính sách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường và tăng cường hội nhập với thế giới, mang lại nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đã ký kết rất nhiều hiệp định thương mại tự do, song phương và đa phương, như hiệp định thương mại tự do song phương với Mỹ và Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN và đang tiếp tục tham gia đàm phán trong nhiều thỏa thuận thương mại khác. Những yếu tố này đang tiếp tục làm tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư, mở ra triển vọng cho thu hút FDI nước ta thời gian tới. Thưa quý vị, dù được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên thì mới đây tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF năm 2017, nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phản ánh vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến quy định pháp luật tại Việt Nam, đặc biệt là với những thay đổi gần đây trong chính sách đang gây nên những lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ VBF mới đây, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều cho rằng năm 2017 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng trong nỗ lực tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, của chính phủ. Tuy nhiên, khi chia sẻ về những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết không hài lòng về việc thực thi và áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Các quy định mập mờ và không được giải thích rõ ràng nên các doanh nghiệp tư nhân gặp khó trong việc phán đoán xem có vi phạm các quy định hay pháp lệnh hay không. Điều này sẽ gây tổn thất lớn đến sự hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu hút nhà đầu tư và các nhà đầu tư sẽ tránh đầu tư vào Việt Nam để chuyển sang các nước khác. Cũng tại diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam COCHAM cho biết liên quan đến quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài được triển khai từ tháng 1 năm 2018, nhiều doanh nghiệp FDI đang lo lắng về sự gia tăng chi phí. Nhiều doanh nghiệp băn khoăn về việc khi thực hiện quy định này thì người nước ngoài sẽ được hưởng ưu đãi gì khi bị bệnh, bị tai nạn lao động hay bị tai nạn tử vong, được ưu đãi gì khi trở về nước. Những điều này cần phải được quy định rõ ràng thì người nước ngoài mới có thể yên tâm đóng bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, nhiều thay đổi trong các chính sách đã, đang và sẽ có hiệu lực trong giai đoạn 2016-2019 như dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật thuế, trong đó có luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Nghị định 54 năm 2017 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật dược, thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 19 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, dự thảo luật an ninh mạng và dự thảo luật quản lý thuế khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn nhất định về môi trường hoạt động lâu dài. Một nhà đầu tư khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc mở rộng đầu tư ở một quốc gia, họ sẽ xây dựng một kế hoạch kinh doanh dài hạn từ 5 đến 10 năm để ước tính lợi nhuận đầu tư thu được. Những thay đổi về thuế sẽ làm thay đổi toàn bộ kế hoạch kinh doanh ban đầu do chi phí tăng cao, giảm doanh thu và do đó giảm tỷ lệ suất lợi nhuận hoặc kéo dài thời gian thu hồi vốn đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ lựa chọn điểm đến có môi trường pháp lý ổn định. Việc thường xuyên thay đổi chính sách pháp lý sẽ khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư có thể do dự trước những quyết định mở rộng đầu tư vào Việt Nam khi họ đã phải đối mặt với những thay đổi thường xuyên về chính sách hay về thuế suất.
Các chuyên gia khẳng định, điểm hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam là chính sách thuế ổn định, truyền thống, chi phí đầu tư rẻ, ưu đãi về môi trường ổn định và thuế ổn định. Tuy nhiên, để họ quyết định đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam hay không, còn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của chính phủ trong việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hệ thống chính sách đủ minh bạch, công khai, ổn định. Trước những khó khăn thách thức trên, các doanh nghiệp và nhà đầu tư kiến nghị nhiều giải pháp cần thực hiện để thu hút FDI hiệu quả. Chính phủ cũng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tại diễn đàn VPF mới đây, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi giao cho Đại bộ trưởng Bộ Đầu tư cùng các bộ, các cơ quan Việt Nam sẽ tiếp thu để tham khảo hoàn chỉnh các quy định của pháp luật, các cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, v.v. để chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển thời gian tới, chính phủ đã tập trung giải quyết một số vấn đề sau. Thứ nhất, chính phủ ưu tiên đầu tư cho phát triển kinh tế hạ tầng, giúp tạo ra các kết nối thông minh, hiệu quả, giảm chi phí giao dịch, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, nhà đầu tư và nền kinh tế. Đồng hành cùng chính phủ, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh đơn giản trong thực hiện thủ tục cho các nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí. Tôi thực hiện các thủ tục như là 3-1, 4-1, 5-1, tức là kết hợp các cái thủ tục lại với nhau để khi các nhà đầu tư lên thực hành thành lập đăng ký doanh nghiệp thì chỉ cần đi một lần mà giải quyết được nhiều thủ tục. Về thủ tục đầu tư thì chúng tôi cũng tăng cường cái việc mà đăng ký đầu tư qua mạng. Theo đó thì cái thời gian giải quyết thủ tục chúng tôi cũng kéo giảm xuống từ 15 ngày làm việc theo quy định xuống còn 7 ngày hoặc 10 ngày. Tuy nhiên, chính phủ và các cấp ngành vẫn khẳng định rằng Việt Nam cần vốn nhưng quan trọng hơn là công nghệ cao, hiện đại để tái cơ cấu nền kinh tế một cách toàn diện, bền vững, năng lực sản xuất cao hơn. Theo đó sẽ thu hút một cách có chọn lọc với nguồn vốn đầu tư có trình độ công nghệ cao, có năng suất lao động lớn và chi phí thấp. Thì khu công nghệ cao đầu tiên là thu hút đầu tư nước ngoài từ những cái tập đoàn công nghệ nguồn trên thế giới, để từ đấy mình mới làm cái đòn bẩy được tiếp cận cái phần cái công nghệ mới tiên tiến, cũng như là học hỏi những cái về cái cách quản trị quản lý của một doanh nghiệp. Đặc biệt trong thu hút FDI, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường mối liên kết với các nhà đầu tư trong nước. Thì ban quản lý đã cho cái cách tiếp cận, ví dụ như là đi từ cái F1, tức là theo cái chuỗi theo từng các lớp á, tức là các nhà cung ứng, cái nguồn cung ứng cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài, rồi ra đến tiếp cận qua đến F2 rồi đến F3 với cái cách cái hệ thống mà yêu cầu của tập đoàn lớn. Về những đề xuất trong giải pháp thu hút FDI, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam kiến nghị, chính phủ và các địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Trước mắt tập trung cải cách danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cái cách thức tận dụng tốt nhất cái cơ hội này là phải tiếp tục thúc đẩy cái cải cách thể chế theo các cái nghị quyết của Đảng, theo các nghị quyết của Quốc hội và theo cái lộ trình mà chính phủ đặt ra trong các chương trình hành động của mình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhấn mạnh, để tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cần chủ động, tích cực hơn trong đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, để thu hút FDI thật sự là bệ đỡ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, cần có sự bài bản hơn trong thu hút, quản lý FDI. Thu hút FDI thời gian tới cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng chú trọng hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa những dự án FDI sử dụng công nghệ thấp, gây ô nhiễm môi trường hay những doanh nghiệp FDI lợi dụng chuyển giá khi đầu tư vào Việt Nam. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.